Mùa giải thi đấu quốc tế đầu tiên của Honda Racing Việt Nam vừa khép lại tại trường đua Cha International theo cách đầy ấn tượng và cảm xúc. Lần đầu tiên kể từ mùa giải ARC 2016, sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ, toàn đội đã có thể khiến quốc kỳ Việt Nam tung bay phấp phới trên bục podium trong tiếng nhạc hào hùng của Tiến Quân Ca. Tại Ray 1, sự bùng nổ niềm tự hào dân tộc. Bước vào ngày thi đấu đầu tiên hạng mục UB 150, Nguyễn Đức Thanh chỉ có thể cán đích ở vị trí 20 trên 31 tay đua. Trong khi đó, dù mới chỉ tham gia thi đấu quốc tế lần đầu tiên, nhưng Nguyễn Anh Tuấn đã thi đấu khá chững chạc để cán đích ở vị trí 19 trên 31 tay đua. Còn tại hạng mục AP 250, gã điên cao Việt Nam tiếp tục cho thấy sự xuất sắc của mình. Xuất phát ở vị trí thứ 13, nhưng anh nhanh chóng chen chân được vào vị trí trong top 10 và duy trì cho đến khi hết trận. Sau khi hoàn thành hạng mục AP 250, các Việt Nam có lợi thế tâm lý khá thoải mái để chuẩn bị cho giải TTC. Diễn ra sau đó 2 tiếng, anh tỏ ra cực kỳ tự tin với vị trí xuất phát thứ 6. Bước vào trận đấu, các Việt Nam số hiệu 18 đã có một cú đề pha cực tốt và chiếm lấy vị trí thứ 3. Và sau đó tiếp tục cạnh tranh lì lợm cho vị trí đứng đầu. Và chiến thắng đã tới với Nam cùng toàn đội, Nam đã bước lên vị trí cao nhất trên bục podium. Sau đó, mang hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Thái Lan, trên nền nhạc quốc ca đầy tự hào. Đã 5 lần lên bục podium tại Thái Lan Talent Cup 2019, nhưng đây là lần đầu tiên ca Việt Nam được vinh dự bước lên vị trí cao nhất. Kể từ sau chiến thắng của tay đua Bùi Duy Thông trong cuộc đua sức bền năm 2016, thì ngày hôm nay mới lại thấy một tay đua Việt Nam giành được podium. Đặc biệt hơn, với chiến thắng của ca Việt Nam, đội đua Honda Racing Việt Nam đã có danh hiệu cao nhất trong một trạng đấu quốc tế chỉ sau một năm hoạt động độc lập. Ray 2, nhà vô địch ca Việt Nam. Mở màn cho ngày thi đấu thứ hai là nội dung TTC 2019. Dù chỉ về đích ở vị trí thứ 3, nhưng với tổng số 168 điểm, cách biệt sát sao 2 điểm so với tay đua Thái Lan, các Việt Nam đã chính thức trở thành nhà vô địch TTC 2019. Với chiến thắng này, nền đua xe thể thao Việt Nam đã lần đầu tiên có nhà vô địch tại một giải đấu quốc tế. Đây là niềm tự hào cho cả Việt Nam và Honda Racing Việt Nam và cả nền đua xe của thể thao Việt Nam. Khi mà bên PTC em có một kết quả thi đấu rất là tốt thì suy nghĩ của em và tinh thần của em khi đi thi đấu ARC thì cũng tốt hơn. Em suy nghĩ lạc quan hơn và chiến đấu nhiều hơn và dám va chạm với tất cả các tay đua nhóm đầu. Năm nay em đã ghi được rất là nhiều điểm và hy vọng năm sau em sẽ có thể chăm chấp nhiều hơn nữa ở các nhóm dẫn đầu. Trở lại với giải đấu ARC 2019, tại mục UB 150, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đức Thành bước vào sân thi đấu với 100% sự nỗ lực nhằm khép lại mùa giải theo cách tốt nhất có thể. Những tay đua anh Tuấn vì sự cố hỏng xe đã phải rời bỏ cuộc đua sớm. Còn Đức Thành chỉ cán đích vị trí 22 trên 31 tay đua. Em rất là vui mừng khi được gia nhập vào đội Honda Racing Việt Nam. Khi em nghe tin Honda Việt Nam đã cho em đi thi đấu ARC, em rất là vui mừng. Trên tài ra đua quốc tế thì lúc lần đầu tiên ra sân lớn em rất là bỡ ngỡ. Khi va chạm và lúc chưa làm quen sân cho lắm, ra chạm với những tay đua mạnh hơn mình thì mình có sẽ bỡ ngỡ hơn và sẽ học được nhiều kinh nghiệm hơn. Mùa giải ARC 2019 của Honda Racing Việt Nam khép lại với phần tranh tài của gã điên tại mục AP 250. Xuất phát ở vị trí thứ 13, nhưng chỉ sau một vài vòng đấu, các Việt Nam đã lọt vào top 3 và cạnh tranh trực tiếp vị trí nhất chặng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đấu ARC có một tay đua người Việt Nam cạnh tranh podium tại mục AP 250. Nhưng khi toàn đội Honda Racing Việt Nam đang ngây ngất với màn trình diễn của gã điền, thì sau khúc cua thứ hai của vòng cua thứ tư, chiếc xe của ca Việt Nam gặp trục trặc và anh phải rời khỏi cuộc đua trong sự tiếc nuối đến vô hạn.
thực sự là khi mà tách riêng ra và tự quản lý một đội đua thì đối với Honda Racing Việt Nam là một năm vô cùng khó khăn. Thực sự là khó khăn bởi vì là tất cả mọi người, kể cả tay đua, kể cả kỹ thuật cũng như về phía quản lý cũng chưa thực sự là có nhiều kinh nghiệm về việc mà quản lý một đội đua riêng biệt như thế này. Tuy nhiên thì nhìn lại một năm thì đội đã có tiến bộ, sự tiến bộ rất nhiều về tất cả mọi mặt, về sự vận hành, về bên phía các bạn kỹ thuật cũng như các bạn tay đua, để có thể thấy sự tiến bộ và hứa hẹn năm sau thì có thể có những cái bước tiến mới rõ ràng hơn và có thể đáp lại được sự ủng hộ của tất cả người hâm mộ và các nhà tài trợ. Khép lại mùa giải ARC 2019, tại mục UB 150, Honda Racing Việt Nam chỉ có một điểm do Đức Thanh giành được tại chặng 4 Nhật Bản. Trong khi đó, tại mục AP 250, các Việt Nam đã thu về 50 điểm, xếp thứ 14 trên 44 bảng xếp hạng. Đồng thời, đưa Honda Racing Việt Nam chiếm vị trí thứ 7 trên 20. Mùa giải đầu tiên, đội đua Honda Racing Việt Nam thi đấu độc lập đã chính thức khép lại, tự hào là đội đua đại diện duy nhất đến từ Việt Nam tranh tài tại các giải đấu quốc tế. Honda Racing Việt Nam đã cho thấy tinh thần thi đấu cực kỳ mạnh mẽ, máu lửa và những sự tiến bộ không thể phủ nhận. Mùa giải khép lại với những vấn đề cần phải cải thiện, với những tiếc nuối, nhưng trên tất cả, mùa giải đã khép lại với những hy vọng thực sự để sẵn sàng cho những thử thách phía trước.